trước khi vào video thì mình rất là sorry nếu như hôm nay về màu video hoặc là về âm thanh thu âm không được rõ, bởi vì hiện nay mình đang thu âm hoàn toàn là từ điện thoại do các thiết bị của mình hiện nay đang bị có vấn đề, cho nên là mình không thể sử dụng được để cho cái video ngày hôm nay. Cho nên là có thể là trong cái nói năng mình sẽ cố gắng nói to để cho mọi người có thể nghe được rõ ràng đó. Thì quay trở lại với chủ đề chính của video ngày hôm nay thì anh em đều biết đó là trời đã lạnh, có mưa phùn, nói chung là ôi trời ơi. Nhưng mà sang tháng này và đến tháng 12 thì nó sẽ còn lạnh hơn nữa. Và đây là những cái thời điểm mà các anh em đều rất là thích, bởi vì chúng ta sẽ được sử dụng da thùa, chúng ta sẽ sử dụng được gỗ, chúng ta có thể sử dụng được các cái tông mùi có gu mùi đậm. Và mùa đông luôn luôn là một cái thời điểm lý tưởng. Cho nên là hôm nay chúng ta sẽ nói về một số những chai nước hoa mà các anh em có thể tham khảo sử dụng trong mùa lạnh đó. Thì đấy là cái chủ đề của video ngày hôm nay. Thế thôi, thì anh em mình không chần chờ gì nữa, let's go. Trước tiên thì chúng ta hãy cùng nói về hai chai nước hoa mà mình nghĩ rằng là sẽ dành cho các anh em tuổi teen. Tuổi teen thì tầm từ khoảng 17-18 là chúng ta có thể sử dụng nước hoa được rồi. Và đến khoảng tầm 21-22 đó, thì với cái tầm tuổi này mình cho rằng một cái gu mùi trẻ trung, một chút sexy, một chút thu hút, giống như kiểu một cậu bad boy thì sẽ rất là phù hợp. Chúng ta đều đã biết ví dụ như có Eros, Versace Eros, Dior Sauvage thì nó cũng rất là phù hợp cho các anh em tuổi teen đó. Tuy nhiên hai chai nước hoa mình muốn giới thiệu ở đây đầu tiên đó là sản phẩm của nhà Azzaro và nó có tên là The Most Wanted. Đây mình sẽ để giữa người để các anh em có thể nhìn thấy chai. Đây là một mùi hương có thể gọi là một phiên bản flanker rất là thú vị trong cái line Azzaro Wanted đó, tiếp nối sau những cái thành công của Wanted by Night thì The Most Wanted với cái tông mùi ngọt và một chút ngậy do có sử dụng một đôi hương kẹo toffee, một cái loại kẹo mà có ngọt và ngậy, thì mùi hương của chai nước hoa này nó sẽ rất dễ chịu, đặc biệt là phù hợp cho các anh em tuổi teen. Mình cho rằng là hơn tuổi thì sử dụng cũng được, nhưng mà các anh em tuổi trẻ tầm từ trẻ trâu thì dùng chai nước hoa này mình thấy sẽ hợp lý hơn. Do vậy với một mức giá không quá đắt, đa dụng, linh hoạt và mùi hương rất là quyến rũ thì Azzaro The Most Wanted là một cái mùi hương mình nghĩ rằng sẽ rất là thú vị cho các anh em tuổi teen. Ok, chai nước hoa thứ hai đó là Park Robert Black Excess, một mùi hương rất là thú vị, một giống như kiểu một bad boy tuổi teen vậy. Mình đã cho một số các anh em sinh viên đang đi học ngửi mùi hương nước hoa này và ai cũng khen mùi hương này quá là tuyệt vời, quá là sexy và thế nào đấy. Và tất nhiên mình nói lại, thứ nhất là nó không hợp dùng trong mùa nóng, và cái thứ hai là lớn tuổi hơn thì mình không nghĩ rằng là nó sẽ phù hợp. Cho nên anh em nào tuổi teen chúng ta thích một cái mùi hương, tất nhiên là nó phải có chất chơi, nó phải có một cái gì đấy thu hút, thì ngoài Dior Sauvage, ngoài Versace Eros thì chúng ta sẽ có thể tham khảo Azzaro The Most Wanted và Park Robert Black Excess, hai cái style mùi dành cho các anh em sử dụng trong mùa lạnh đó. Và với các anh em đã đi làm hoặc là tầm tính tuổi hơn thì chúng ta nên sử dụng chai nước hoa nào trong mùa lạnh? Chai nước hoa đầu tiên đó là Dior Sauvage ABC. Mình không có chai nước hoa này ở đây. Nhắc đến Dior Sauvage thì mình luôn luôn chỉ đánh giá cao nhất là phiên bản EDT, còn Eau de Parfum thì nó chỉ gọi là vậy vậy. Nhưng sau đó thì nhà nước hoa Dior đã ra mắt ABC và mình đánh giá rất cao chai nước hoa này. Chúng ta sẽ có một cái mùi hương đa dụng, linh hoạt và sử dụng cực kỳ là tiết kiệm. Mặc dù cái mức giá để sở hữu chai nước hoa này là hơi đắt so với mặt bằng một sản phẩm đến từ nhà nước hoa designer, hoặc là một cái tầm phân khúc mà bán phổ thông, nhưng cái mức giá của nó thì phải nói thật là còn đắt hơn cả một số chai nước hoa niche. Tuy nhiên với cái hiệu năng mùi của nó và cái độ linh hoạt mùi của nó thì mình cho rằng Dior Sauvage ABC rất là xứng đáng để sử dụng trong mùa lạnh. Ok, chai nước hoa thứ hai đó là một sản phẩm của nhà Kiang Lang và nó có tên là Must Noble. Ngoài Santa Royal và combo trầm hồng thì mình muốn giới thiệu đến cho các anh em Must Noble với hoa hồng và xạ, tạo nên một cái tông mùi của Trung Đông, của một cái gì đấy nó bí ẩn, của một cái gì đấy nó mạnh bạo. Nói chung là nó có một cái gì đấy nó nghìn lẻ một đêm đó. Các anh em nào muốn một cái gu mùi mà không đụng hàng, nó có một cái gì đấy nó hơi bí ẩn, thì Kiang Lang Must Noble các anh em hãy thử đó.
Chai nước hoa thứ ba đó là Roberto Capri Uomo, một mùi hương đến từ một thương hiệu thời trang, và chất liệu mùi hương thì cũng có thể gọi là rất là độc đáo, với sự kết hợp của mật ong, của ivy, của nghệ tây và đậu tonka, một cái ngọt và phấn rất là thú vị. Sẽ rất là ít những cái sản phẩm hiện có sẵn trên thị trường có cái tông mùi giống với Roberto Capri Uomo, thì điều đó đồng nghĩa rằng các anh em sẽ sở hữu một cái mùi hương ít độc hại và chỗ nó mùi cũng khá là ổn mà linh hoạt. Cho nên nếu như anh em nào thích một cái mùi hương lạ và thu hút Roberto Capri Uomo, anh em hãy thử. Chai nước hoa thứ tư đó là Parfum de Mali Pegasus, một hạnh nhân và vani, một mùi hương hạnh nhân sắc và một vani ngọt. Hạnh nhân không bao giờ là dễ dàng đối với tất cả các anh em. Nhà nước hoa mình đánh giá cao nhất đó là Guerlain, họ sử dụng nốt hạnh nhân quá là tuyệt vời, mượt mà. Và Pegasus thì nó theo một cái tông hương tông sắc lẹm hơn, nó không mềm mại, ngậy như là của Guerlain, mà đây nó sắc hơn, lạnh hơn, và kết hợp cùng với cái vị ngọt của vani tạo nên một cái tông mùi cũng rất là ít đụng hàng. Tuy nhiên thì như mình đã nói, hạnh nhân nó không bao giờ là dễ dàng, cho nên các anh em hãy nghĩ rằng nên mua chiết thẩm ở mùi hương này, còn nếu mà đã thích thì chúng ta sẽ cảm thấy nó rất là tuyệt vời. Đó, một sản phẩm của nhà Parfum de Mali. Chai nước hoa thứ 5 mà mình muốn nói đến ở đây đó là Montere Chocolate Gritty. Nhắc đến mùa đông, mùa lạnh thì chúng ta sẽ không thể thiếu được những cái tông của common, mùi hương của thức ăn, của mùi hương của ẩm thực. Thì Chocolate Gritty là một cái tông mùi ngọt giống như một cái viên kẹo và một chiếc bánh sô-cô-la. Không có gì là tuyệt vời hơn khi mà chúng ta được ngửi rất là thơm, rất là, nói chung là giống như một chiếc bánh sô-cô-la thượng hạng. Đó, anh em nào ưa thích tông mùi của mùi hương của bánh trái thì Monte Chocolate Gritty anh em phải thử. Chai nước hoa thứ 6 mình không có ở đây đó là Guerlain Lone Extreme, một sự kết hợp giữa thuốc lá và hạnh nhân tạo nên một cái tông mùi rất là nam tính, độc đáo, và cũng nghĩ rằng là cũng không bị đụng hàng nhiều. Nhà Guerlain thì nó phải gọi là họ một style pha mùi của họ một dạng kiểu như trên trình rồi, nên anh em đừng lăn tăn là mùi hương như nào, mà chúng ta có phù hợp với cái style mùi đấy hay không mà thôi. Đó, thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến với các anh em một số top những chai nước hoa mà các anh em có thể sử dụng trong thu đông. Ngoài ra chúng ta có thể tham khảo ví dụ Replica Autumn Vice, đấy là một cái nốt gỗ cũng rất là thú vị, hoặc là Amouage Interlude Black Iris cũng rất là ok, vân vân. Còn bây giờ anh em mình hãy chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.